Mới đây, sự việc đau lòng của một người phụ nữ tâm sự trên diễn đàn mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tưởng rằng lấy được người chồng yêu thương vợ con, nhưng người vợ không ngờ đến một ngày phải chịu cảnh đau lòng. Nguyên văn bài chia sẻ của chị gái như sau: "Cách đây mấy hôm, tôi phải bỏ ra một ngày để đi mua sắm Tết, nhất là khoản quà tặng. Mua gì, tặng cho đối tượng nào cũng là quá nan giải với tôi. Lựa chọn một trung tâm thương mại uy tín, sầm uất nhất thành phố. Tôi đúng là sáng suốt vì giá thành dù có cao hơn nơi khác chút nhưng lại rất đảm bảo, có hóa đơn, nguồn gốc đầy đủ. Việc này giúp tôi dễ lựa chọn quà tặng mà lại tiết kiệm được thời gian. Đi cả buổi sáng, tôi đã mua được gần như đầy đủ những thứ mình cần. Chỉ còn vài món quà nữa là tôi phải cất công đi tìm. Tôi loay hoay ở cửa hàng bày bán sản phẩm ngoại nhập, loại rất tốt cho sức khỏe. Trong lúc lựa chọn, tìm hiểu, tôi tình cờ nghe được tiếng của chồng, anh ấy đang gọi điện thoại cho ai đó. Anh ta nói to vì nơi bán hàng khá ồn ào. Tôi nghe rất rõ tiếng của chồng mình, em yêu cứ yên tâm đi, Tết này anh biếu bố mẹ em 20 triệu cộng với quà xịn. Anh đang ở nơi mua sắm đây này, dù em đi thì kêu bận không đi, giờ cứ trách móc giận dỗi anh. Anh có tiếc gì đâu, anh coi bố mẹ anh khác gì bố mẹ vợ đâu, chỉ khác cái chúng mình không thể cưới nhau thôi. Đau khổ vào dịp cuối năm khi phát hiện sự thật đáng sợ của chồng, người phụ nữ nói thêm, chỉ cách vài mét. Tôi làm sao có thể nghe nhầm được, chồng tôi trước mặt, anh ta nói chuyện điện thoại xong liền chăm chú lựa chọn kỹ lưỡng từng loại để mua. Nhìn chồng tôi như vậy, tôi bất ngờ đến sốc. Chỉ trước đó mấy hôm, tôi rủ chồng thế nào anh ta cũng từ chối đi sắm Tết cùng vợ, anh ta lấy lý do bận việc nhưng chỉ là nói dối. Chồng tôi trước mặt, trông anh ta toàn tâm toàn ý với nhà vợ hờ như vậy khiến tôi vừa sốc, vừa tức giận. Tôi định lao vào anh ta để bắt anh ta phải giải thích tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt tôi. Nhưng nghĩ kỹ, làm như vậy cũng không giải quyết được gì. Ghen tuông, bóc mẽ nơi đông người có khi ai quay phim lại đưa lên mạng, lúc đó tôi bẽ mặt, ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh. Với lại, chồng chối không nhận chuyện ngoại tình, tôi cũng khó mà chứng minh. Tôi bật khóc, bỏ chạy khỏi cửa hàng đó để tránh chồng phát hiện. Tết đã gần kề, nếu như tôi làm lớn chuyện, chắc chắn gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Hai bên gia đình nội ngoại sẽ có cái Tết không vui vì chuyện của tôi. Nhưng nếu cứ tỏ ra không biết, chồng lại càng có cơ hội chiều chuộng, cung phụng bồ và bố mẹ cô ta. Tôi chưa biết phải làm gì vào lúc này, tôi có nên làm rõ mọi chuyện với chồng không? Nếu anh ta không từ bỏ người bên ngoài, tôi có nên ly hôn? Có thể thấy, cứ mỗi mùa Tết đến, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười về việc ăn Tết nội hay ăn Tết ngoại. Ngoài câu chuyện trên, mạng xã hội cũng lan truyền câu chuyện tâm sự của một cô gái đã có gia đình và phải ở xa bố mẹ đẻ. Lấy chồng được 2 năm, năm đầu tiên cả gia đình đã ăn Tết nhà nội rồi nên năm nay cô gái muốn ăn Tết nhà ngoại nhưng chồng nhất quyết không cho, cấm cản. Quá bất lực, cô gái quyết định đem câu chuyện của mình lên mạng để hỏi ý kiến của mọi người xem nên hành xử như nào mới đúng. Nguyên văn bài chia sẻ của cô gái: "Vợ chồng em cưới nhau, Tết năm nay là cái Tết thứ hai. Năm ngoái mới cưới thì em ăn Tết ở nhà nội nên năm nay em ngỏ ý muốn về nhà ngoại ăn Tết cùng bố mẹ. Sơ qua hoàn cảnh của em chút, em thì là một, lại là con gái nên bố mẹ khá cưng chiều em. Dù điều kiện kinh tế cũng chỉ ở mức vừa đủ ăn tiêu nhưng bố mẹ cũng không để em thiệt thòi bao giờ. Còn chồng em thì nhà có em gái, chồng em là con cả, em gái chồng cũng đã có gia đình. Cả nhà em và nhà em chồng đều sống và làm việc ở thành phố. Cuối tuần thì nhà em hay về quê chồng hơn vì quê em khá xa, cách thành phố cũng gần 300 km, còn nhà nội chỉ cách 40 km. Bọn em về nhà nội thường xuyên, gần như tháng nào cũng đều 2-3 lần về. Còn nhà ngoại thì 2 tháng được một lần, nhiều hơn thì 1 tháng một lần. Nên em nghĩ dịp Tết thì có thể năm nay ăn nhà nội, năm sau ăn nhà ngoại được. Vì dù sao nhà em chỉ còn mỗi mình bố mẹ em, còn nhà chồng thì vẫn còn gia đình em gái cũng ở gần đấy, chạy sang với ông bà thường xuyên được mà. Nay em nói với chồng em muốn năm nay hai đứa về ngoại ăn Tết mà chồng em đã nặng lời lại với em như vậy, em thấy rất thất vọng. Năm ngoái mùng 3 Tết em mới về nhà mẹ, đến mùng 4 lại phải về nhà nội để làm giỗ, lúc vợ chồng em xếp đồ lên xe mà mẹ em sụt sùi. Nghĩ đến cảnh đấy lại buồn, rồi giờ ngẫm mới thấm, tại sao các cụ xưa vẫn hay khuyên con gái đừng lấy chồng xa mà nếu được thì nên lấy chồng gần.